Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel Man Space. Thì nếu bạn nào chưa biết á, channel Man Space là gì á, thì Man Space là một channel á mà có thể là khi mà bạn làm nam giới á, bạn sẽ tới và có những thứ bạn cần, hoặc là sẽ sắp sửa có những thứ bạn cần. Nói chung nếu bạn là nam giới á, thì không thể nào bỏ qua channel Man Space được nha. Ok, thì bình thường á, tôi sẽ là host một mình nhưng mà hơi cô đơn. Thế là hôm nay tôi mời tới Man Space bạn Quý. Thì Quý giới thiệu với tôi với anh em một chút xíu về ông đi. Tôi là Quý đi, hiện tại là làm photo chính cho Nghĩa và những cái bức hình mọi người thấy trên mạng xã hội đó. Rồi hiện tại thì tôi có chụp street style và hiện tại có chụp cà phê nữa. Ok, mọi người nhớ check it out nha. Yeah, thì nếu mà các bạn nào á, mà đang ở thành phố Hồ Chí Minh á, mà muốn có những tấm hình đẹp từ Quý á, thì hãy liên hệ với Quý thông qua Facebook hoặc là Instagram cá nhân của Quý, thì mọi thông tin sẽ để dưới phần miêu tả clip nha. Ok, thì bình thường á, ông hay đi chụp hình cho mẫu nam không? Có, mẫu nam nhiều. Đó, thì á, anh em biết á, mặc dù mình là nam giới, nhưng mà đừng nói nam giới không thích chụp hình. Ai cũng thích hình đẹp hết. Nhưng mà nếu mà anh em không biết cách chụp á, thì chắc chắn là khi lên tấm hình á, anh em sẽ bị dìm rất là nhiều, hoặc là hình của anh em sẽ bị rất là xấu. Cho nên ngày hôm nay á, tôi sẽ mời Quý tới channel Man Space để cùng tôi đi toàn bộ clip này để hướng dẫn anh em á những cái cách á mà giúp cho nam giới có thể chụp hình đẹp hơn nha. Ok, thì ông sẵn sàng chưa? Ok, sẵn sàng. Ok, let's go. Yeah, thì trước khi bắt đầu clip á, anh em thấy những cái bộ đồ của tôi và Quý mặc á, thì nếu mà anh em nào thích á, có thể tham khảo qua cái thương hiệu tên là T6 Studio. Thì tôi đã từng làm một clip unbox ở channel Man Space rồi, anh em có thể coi qua nếu chưa coi nha. Hoặc anh em có thể tham khảo trực tiếp tại Instagram cũng như là Facebook của thương hiệu T6 Studio, có những cái bộ đồ rất là sweet như của tôi với Quý nha. Ok, thì anh em biết á, cái bước đầu tiên, cái tips đầu tiên để anh em có thể chụp hình đẹp hơn, đó chính là anh em phải thoải mái lên. Đúng không? Thường thường á, mà hồi xưa lúc tôi chụp hình á, khi mà ai nói chụp hình á, tôi sẽ rất là cảm giác nó bị đơ. Giống như kiểu mình phải tạo dáng, mình phải như thế nào đó để lên tấm hình đẹp. Nhưng mà với kinh nghiệm cá nhân của tôi á, mà khi mình bị đơ thì mình sẽ rất là kỳ trong những tấm ảnh. Kiểu nhìn nó cứ giả giả sao, đúng không? Đúng rồi. Đó, cho nên á, cái tip đầu tiên là tip rất là quan trọng khi chụp hình á. Anh em đừng nghĩ mình đang chụp hình, anh em cứ nghĩ á là mình đang làm những cái hành động bình thường trong cuộc sống, và cái người chụp hình của anh em á sẽ biết cái cách đó mà để chụp những cái khoảnh khắc của anh em. Tại vì một cái tấm hình đẹp á, không những á là do mẫu đẹp mà còn phải do cái sự tự nhiên của mẫu nữa. Cho nên á, anh em khi chụp hình á, cứ mặc định trong đầu mình không phải đang chụp hình, mình đang làm những thứ như là đi bộ, như là uống nước, mọi thứ á, thì cái tinh thần của anh em dễ chịu hơn, dẫn tới việc cái mặt của anh em đỡ đơ hơn, cái người anh em đỡ đơ hơn, và kết quả là tấm hình của anh em sẽ cực kỳ tự nhiên và đẹp luôn á nha. Thì tôi sẽ có một clip demo cho anh em xem. Cái bước thứ hai hoặc là cái tips thứ hai rất là quan trọng nha. Cái phần này á, chắc tôi phải bắt sale cho Quý rồi. Ok, cảm ơn Nghĩa. Thì cái bước thứ hai thì đồng hồ có khuôn mặt. Quan trọng nhất thì mỗi người nó sẽ có một khuôn mặt khác nhau. Tuy nhiên Nghĩa thì giống như góc xéo á, để chụp Nghĩa quen rồi thì góc xéo là Nghĩa sẽ đẹp nhất và tôn lên cái dáng của Nghĩa hơn, nhất là mũi. Đó. Đó, anh em biết á là cái mặt của mình á không phải là góc mọi góc mặt đều đẹp, hoặc là nếu như anh em nào ở đây á mà có còn mọi góc mặt đều đẹp hết rồi thì có thể là sẽ không có coi clip này của channel Man Space. Cho nên á, anh em cần á là anh cần phải xác định được cái góc mặt nào của mình là góc mặt đẹp nhất, để từ đó khi mà lên hình á, cái mặt của anh em sẽ được tôn dáng. Thì thông thường sẽ có ba góc mặt mà tôi biết hoặc là Quý từng giới thiệu cho tôi, là góc ngang, góc giữa và góc ngang bên đây. Thì nếu mà anh em là không biết á, một là em có thể soi gương, hoặc là em có thể đơn giản là hỏi bạn bè của mình coi góc mặt của mình góc nào đẹp nhất, thì anh em sẽ biết được. Và khi mà anh em chụp hình á thì anh em hãy sử dụng góc mặt đó. Ok, tôi sẽ có một clip demo cho anh em coi nha. Yeah, tới cái thước thứ ba thì bước này á, sẽ giúp cho anh em có một cái tấm hình nhìn nó đẹp hơn, đó chính là đừng để tay của anh em bị trống.
Thì khi mà mình chụp hình á, thì nếu mà tay của anh em bị trống á, có nghĩa là anh em không biết phải làm gì với những cái đôi tay của mình, hoặc không biết phải làm gì trong tấm hình, thì kinh nghiệm cá nhân của tôi á, là anh em có thể sử dụng một số cái phụ kiện để trong cái tấm hình của anh em có thể gọi là tự nhiên cũng như là đẹp hơn. Thì một số cái phụ kiện mà tôi hay dùng á, anh em đợi tôi xíu. Đúng. Thì một cái số phụ kiện mà tôi hay dùng đơn giản, một á, anh em có thể cầm một cái ly nước, ví dụ như anh em đang uống nước như này. Hoặc á, hoặc đơn giản hơn á, anh em có thể chơi với chiếc điện thoại của mình. Có thể nếu mà anh em nào mà sợ cái tay mình trống quá, có thể cầm cái điện thoại đơn giản như anh em đang giả bộ nghe điện thoại như thế này. Hoặc đơn giản là anh em có thể giả bộ nhìn bấm cái điện thoại, thì cái tấm hình của anh em sẽ trông rất là tự nhiên. Mà nếu mà anh em để ý những tấm hình mà quý chụp cho tôi trên Instagram á, không bao giờ cái tay tôi trống hết. Tại vì nếu mà tay tôi trống á, là tôi sẽ không biết phải diễn cái gì trong cái tấm hình. Mà không biết diễn gì sẽ dẫn tới việc bị đơ. Mà như tiếp một tôi nói á, một tấm hình mà bị đơ là một tấm hình không thể nào đẹp được. Cho nên á, anh em hãy nhớ là khi mà đi chụp hình á, anh em cần có những cái phụ kiện rất là đơn giản thôi, để trông tấm hình nó thật hơn, đẹp hơn và cũng như là tự nhiên hơn cho anh em nha. Thì đây sẽ là một clip demo của tôi và quý cho anh em coi. Ok, đến cái tip thứ tư. Thì tip này là liên quan một chút tới kỹ thuật, thì quý là thay phần tôi làm host. Ok, về tip thứ tư thì vì liên quan tới ngược sáng á. Thì cái phần cũng khá quan trọng. Nếu mà bạn chụp một cái bộ đồ mà ngược sáng thì không thấy hình, không thấy mặt luôn và không thấy bộ đồ, thì nó rất là không được đẹp. Đó thì chúng ta nên hạn chế những chụp những cái góc mà liên quan ngược sáng và những cái trực diện mà thấy sao bộ đồ mình chụp. Thôi. Quý có thể chia sẻ một chút xíu là ngược sáng là như thế nào? Một số anh em lỡ không biết ngược sáng là sao. Ngược sáng là khi bạn chụp một bức hình á mà nó đã bị tối hù luôn và nó kiểu thấy cái rõ phía sau á, thì đó là ngược sáng. Còn những tấm mà nó rất đúng đẹp á thì nó sẽ thấy rõ cái bộ đồ và khuôn mặt của mọi người. Thì để tôi tổng hợp chút xíu nha, khi mà anh em chụp hình á thì có phải là cái gương mặt của anh em là cái phần quan trọng nhất đúng không? Mà nếu mà anh em chụp ngược sáng, nghĩa là ánh sáng á nó không có đập vô mặt anh em được, dẫn đến mặt anh em bị tối. Chủ thể của tấm hình chính là cái mặt của anh em. Cho nên khi á mà anh em lên một tấm hình á mà mặt của anh em bị tối, có nghĩa tấm hình nó sai rồi. Cho nên em hãy nhớ là khi chụp hình á, hãy tránh cái việc chụp ngược sáng, chụp những cái ánh sáng, những cái nơi á mà gương mặt của anh em nó có ánh sáng chiếu vào, thì cái mặt của anh em sẽ coi là sức sống hơn, nhìn sẽ đẹp hơn. Và đây cũng là một cách cái cơ bản nhất trong chụp hình luôn. Đừng bao giờ chụp hình ngược sáng nha. Bây giờ tôi với Quý sẽ demo cho anh em xem nha. Tới cái bước thứ năm á, đó chính là những cái góc á mà anh em cần lưu ý một chút xíu khi chụp hình. Thì với kinh nghiệm cá nhân của tôi với Quý đi chụp á, thì việc chụp hình cho nam giới anh em cần tránh sử dụng hai góc máy. Góc máy đầu tiên á là anh em chụp từ trên xuống. Vì khi mà anh em chụp từ trên xuống á thì mẫu á sẽ bị rất là lùn. Mà nam giới của mình á khi mà lên hình lùn á thì auto là fail rồi. Cái thứ hai anh em nên tránh á là chụp từ dưới lên. Vì khi mà chụp từ dưới lên á thì anh em sẽ có một cái nọng, mà nọng với lùn là hai thứ cần cực kỳ tránh trong cái việc chụp hình luôn. Nên một cái tip tôi chỉ anh em á nha, là khi mà anh em chụp hình á, anh em tránh cái trường hợp á là anh em đưa cái mặt xuống như vậy thì sẽ tạo cái nọng. Anh em á nên đẩy cái mặt một chút xíu, thì khi đó cái phần jawline của anh em sẽ được định hình rõ hơn. Và cái thứ hai á là cái gương mặt của anh em á sẽ không có phần nọng ở dưới. Ngoài ra khi mà anh em chụp hình chắc chắn sẽ hỏi là nếu mà góc trên không được, góc dưới không được thì góc nào ta? Ok, thì chúng ta nên chụp những góc là chúng ta chụp xéo. Thì góc xéo cho dù những người mặt ốm thì góc xéo nó sẽ đỡ cái bụng hơn, hoặc là ngực này sẽ cao hơn và chân nó sẽ gọn hơn. Và có thể chụp trực diện, nhưng mà trực diện thì cũng phải mình phải lựa góc cho nó đẹp, chứ không phải là lúc nào góc trực diện, từ khi là góc trực diện là góc fail nữa mọi người. Đó có nghĩa là tổng kết lại cái bước số 5 á, anh em cần nhớ là tránh cái việc chụp từ trên xuống dưới sẽ làm cho anh em bị lùn. Tránh cái trường hợp chụp từ dưới lên trên sẽ làm cho mặt anh em có nọng. Và một tip anh em cần nhớ chính là đừng bao giờ để đẩy cái phần cằm xuống, mà hãy đẩy cái phần cằm lên và đẩy gương mặt thẳng về phía trước một chút xíu. Anh em sẽ có hai lợi ích. Đầu tiên là có đường jawline rõ ràng. Cái thứ hai á là anh em sẽ không có bị phần nọng dưới đây. Và ngoài ra với lại quý chị á là anh em, nếu mà anh em nào mà đang thừa cân một chút xíu, có thể là sử dụng những cái góc ngang thì sẽ làm một cái ảo ảnh là người anh em sẽ gọn hơn một chút xíu. Thì tôi và quý sẽ demo cho anh em coi thử nha.
Ok, và cái bước cuối cùng á chính là Quý sẽ hướng dẫn anh em một số cái góc đẹp mà Quý thường hay sử dụng để chụp cho tôi và một số bạn mẫu khác nha. Thì Quý sẽ chia sẻ một chút xíu anh em rồi mình demo cho anh em coi luôn. Ok, thì sẽ tùy vào cái bộ đồ và tùy vào cái bộ outfit thì mình sẽ có từ góc khác nhau. Giống như kiểu bạn muốn lịch sự thì bạn thuần nam giới thể muốn gì là sẽ khoanh tay thì góc nó sẽ đẹp hơn, nhìn cho nó cool ngầu hơn. Còn mấy bạn muốn cái kiểu mà muốn theo cái kiểu hip hop hơn thì mọi người sẽ bô cái kiểu là tự nhiên cái này, bỏ trong quần nè, xong rồi bô cái nhìn qua nhìn lại vậy đó. Xong rồi nhưng mà nếu mà bạn muốn cao hát á thì mình sẽ mình giơ dương một chân lên kiểu chụp nó sẽ cao hơn đó. Thì những góc cái tiếp nó cũng khá là quan trọng đó, anh em nên chú ý á. Yeah, thì đó, tôi nghĩ là cái tips này anh em nghe quan tâm nhất là cái phần mà làm hắt chân đúng không? Thì ok, lát nữa tôi với Quý sẽ demo tại phần này là chủ yếu là sẽ chụp nhiều cho anh em coi, lấy cái đó làm tham khảo. Nhưng mà nói chung á là để mà chân của anh em trông có vẻ dài hơn á thì anh em hãy đá chân lên chút xíu nha, chân anh em sẽ dài hơn nhiều á. Ok, không có nói nhiều nữa, bắt đầu demo thôi. Và đó là 6 cái bước á, hoặc là 6 cái tips mà Quý và tôi đã chia sẻ với anh em. Thì tôi chắc á là nếu mà anh em áp dụng chỉ còn một tips thôi thì chắc chắn là hình của anh em sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà vì tôi với Quý đã làm video này rồi, không lẽ là chỉ đơn giản là truyền tải cái thông điệp thôi. Cho nên tôi với Quý có một cái chương trình nhỏ mà mong muốn anh em tham gia. Anh em á hãy post 2 tấm hình. Một tấm hình á là những tấm hình mà anh em chụp trước khi coi cái tips này, và một tấm hình after là những tấm hình á mà anh em đã chụp khi mà đã áp dụng những cái tips này, và post trong group Vịnh Đàn Ông với cái hashtag là Manspay. Thì khi á mà anh em post á thì sẽ anh em những em khác sẽ vô like những tấm hình đó. Thì tấm hình nào có nhiều like nhất á thì tôi và Quý sẽ gửi tặng anh em một cái phần quà bí mật đến từ thương hiệu T6 Studio nha. Thì rất là mong anh em tham gia, và cái cuộc thi này sẽ bắt đầu ngay khi cái clip này vừa công chiếu trên YouTube. Ok, thì rất là mong chờ những cái sự tham gia của anh em nha. Ok, thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem toàn bộ clip này đến từ channel Manspay. Và cũng là cảm ơn Quý rất là nhiều khi đã đồng hành cùng tôi vào buổi trưa rất là nắng nóng như thế này. Thì một lần nữa, nếu mà anh em nào á mà muốn liên hệ với Quý để có thể làm việc hoặc là những tấm hình đẹp á thì Instagram và Facebook của Quý ở dưới phần miêu tả clip này nha. Ok, thì hẹn gặp lại anh em ở những clip sau đến từ channel Manspay. Còn bây giờ thì chào anh em.